gặp lại quý vị trong video tiếp theo của Nhà Đất Hồng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình đang có mặt tại phường Tân Uyên, tỉnh Bình Dương để review cho khách hàng một căn nhà cực đẹp, có diện tích cực lớn. Căn nhà này có diện tích là ngang 5, chiều dài 28m, tổng là 140m2. Được chủ nhà thuê kiến trúc sư và bên công ty xây dựng thiết kế giám sát thi công. Một căn nhà cực đẹp. Gia chủ đang ở vì điều kiện công việc chuyển chỗ ở công tác nên nhường căn nhà tâm huyết lại cho quý vị mình có nhu cầu sở hữu, hoặc quý vị có nhu cầu xem tham khảo để xây theo cái mẫu đẹp như thế này thì có thể theo dõi video của Nhà Đất Hồng Sơn, xem kỹ căn nhà này. Mình sẽ vào trong review chi tiết căn nhà cho quý vị mình cùng xem. Diện tích là ngang 5, dài 28. Nhà này cách cây xăng Hạnh Nguyên khoảng 2 km, cách ngã tư Miếu Ông Cù khoảng hơn 2 km một xíu thôi. Căn nhà này có con đường phía trước rộng khoảng 6m, xe hơi xe tải di chuyển vào thoải mái nhé. Ở đây có một chiếc xe 9 chỗ và xe tải đậu đây nhé. Quý vị có nhu cầu mua về sở hữu căn nhà cực đẹp như thế này, và chủ đang bán lô đất kế bên luôn, anh chị nào có nhu cầu mua thì chủ nhà để lại luôn. Lô đất kế bên này cũng ngang 5, dài 28, đang trồng cây và nuôi gà đây nhé. Anh chị nào có đam mê sở hữu ngôi nhà và vườn để trồng cây nuôi gà thì hãy nhanh tay liên hệ với số điện thoại của Sơn, số 0973 114 255. Alo cho Sơn, hẹn gặp ngay ngã tư Miếu Ông Cù. Sơn sẽ dẫn vào xem căn nhà này nhé. Đường phía trước này, bây giờ mình sẽ di chuyển vào trong quay chi tiết căn nhà cực đẹp này cho quý vị mình cùng xem nhé. Cổng ở đây cũng được chủ nhà gắn camera đầy đủ từ trong ra ngoài nhé. Thiết kế rất là đẹp, phong cách trẻ trung. Ở đây mình có sân rất là rộng, chủ nhà chừa sân này chiều dài khoảng gần 10m, trồng cây hai bên nhé. Đây có cây hoa giấy, cây mai và những cây này mình không biết tên luôn. Bên đây cũng có nhiều cây cảnh đẹp này, chủ nhà rất đam mê cây cảnh, vườn cây ao cá nhé. Ở bên đây có các chậu cảnh rất là đẹp. Căn nhà này chủ nhà tặng lại toàn bộ nội thất cho quý vị mình khi muốn sở hữu căn nhà này nhé. Ngang 5, dài 28, có hướng tây, cách ngã tư Miếu Ông Cù đâu đó khoảng 2 km thôi. Quý vị mình xem kỹ nhé. Chủ nhà thiết kế căn nhà rất là đẹp, mình vào trong sẽ quay. Mấy ngày nay trời đang áp thấp nhiệt đới nên là trời có hơi mưa. Bây giờ mình di chuyển vào trong này. Hè ở đây được chủ nhà lót đá hoa cương rất là đẹp nhé. Cửa chính trong đây được chủ nhà làm một lớp cửa nhôm sinh pha, cũng kiến cường lực ngay gian chính của căn nhà này. Mặt tiền đây được chủ nhà ốp đá hết mặt tiền luôn nhé. Một căn nhà cực đẹp. Bây giờ mình di chuyển vào trong này. Sàn trong đây được chủ nhà lót gạch bóng kín giả đá loại 1 khổ 80, rất là cao cấp nhé. Trong đây chủ nhà tặng toàn bộ nội thất cho quý khách hàng mình muốn sở hữu căn nhà này. Một căn nhà với kiến trúc mới, được kỹ sư thiết kế và công ty giám sát thi công. Bên đây có bộ nệm da, cũng được chủ nhà tặng toàn bộ nội thất nhé, tặng hết luôn. Di chuyển vào trong đây, mình có không gian giữa cầu thang và bếp. Chủ nhà thiết kế một hồ Nam Bộ tiểu cảnh mát mẻ ngay đây nhé.
Ở đây có những chú cá đang bơi lượn rất là lớn ở đây, cá koi nhé. Quý vị mình đang xem, nếu thấy căn nhà này đẹp thì hãy tặng cho mình một like, và bác nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất mà mình đưa lên để cho quý vị mình cùng tham khảo nhé. Đây là dưới gầm cầu thang này, được chủ nhà làm một hồ Nam Bộ, suối chảy đây nhá. Vách đây được chủ nhà ốp gạch đóng này. Cầu thang được chủ nhà làm đá hoa cương rất là cao cấp. Di chuyển vào khu bếp nấu ăn, khu bếp trong đây chủ nhà làm sàn gỗ nhé. Ở đây có máy nước uống này. Đây mình có bộ bàn ăn 6 ghế bàn tròn bằng đá hoa cương rất là lớn ngay không gian này. Ở bên đây mình có quầy bar mini ngăn cách giữa phòng bếp và hòn Nam Bộ ngay đây nhé. Trong đây có dàn tủ bếp rất là khủng nha, được chủ nhà đóng hết trên và dưới luôn. Đây là dàn tủ bếp này. Vách của căn bếp cũng được chủ nhà ốp bằng kính cường lực, rất tiện vệ sinh lau chùi cho căn bếp. Ở đây có dàn bếp cực khủng nhé. Chủ nhà tặng toàn bộ nội thất cho quý vị mình có nhu cầu mua sở hữu. Đây có tủ lạnh hai cánh Samsung. Di chuyển về phía cuối căn nhà để mình xem sân vườn phía sau nào. Ở đây có sân vườn phía sau và có nhà vệ sinh ngay đây nhé. Đây nhà vệ sinh này. Nội thất rất là ok. Do điều kiện công việc, chủ nhà để lại căn nhà tâm huyết cho quý vị mình muốn sở hữu. Để có một căn nhà như thế này, chủ nhà cũng bỏ ra gần một năm trời để giám sát thi công, thì kiến trúc sư cũng như bên công ty về xây dựng nha. Ở dưới đây có sân phơi phía sau này. Đây có sân phơi đồ. Đây chủ nhà trồng cây chanh, leo dàn trên nhé. Mấy hôm nữa là có quả thôi. Chủ nhà đã hàn bao đầy đủ hết rồi. Bây giờ mình cùng nhau xem lại mặt tiền, không gian, tầng trệt một lần nữa. Và lên trên khám phá hai lầu trên. Chủ nhà thiết kế các phòng ngủ rất là đẹp, rất là độc đáo nhé. Hồi nãy mình có quên quay, ở đây có một giếng trời ở giữa cầu thang này. Nhà này có hai giếng trời, một giếng trời bên hông cầu thang và giếng trời ở giữa cầu thang. Một view cảnh không gian rất là đẹp. Mình nhìn như là một biệt thự. Cá koi này. Bây giờ mình cùng di chuyển lên trên để tham quan. Cầu thang được chủ nhà làm đá đen, phối hai màu đen và trắng, lại đá sọc rất là đẹp nha. Tay vịn gỗ căm xe và kiến cường lực rất là chắc chắn. Ở đây chủ nhà lót gạch tay ngay đây này. Quý khách hàng đang xem, nếu có nhu cầu đi xem căn nhà này thì hẹn gặp em ngay ngã tư Miếu Ông Cù hoặc cây xăng Hạnh Nguyên. Alo cho em theo số điện thoại 0973 114 255. Em sẽ dẫn vào xem căn nhà này nhé. Bác nào đang có nhu cầu xây nhà trong thời gian tới thì có thể xem kỹ video này về, lưu video này về để lúc cần mình có thể mở ra xem, tham khảo và xây theo ý tưởng này nhé. Bên đây mình có phòng ngủ đầu tiên và có phòng vệ sinh riêng trong phòng luôn. Nhà này gồm 4 phòng vệ sinh nhé. Phòng nào cũng cao cấp và thiết kế rất là rộng rãi. Nội thất rất là xịn sò. Ở đây mình có phòng ngủ đầu tiên dành cho em bé nhé. Do chủ nhà có con còn đang nhỏ, mới sử dụng hết có 2 phòng. Ở trên vẫn còn trống. Tặng toàn bộ nội thất cho quý khách hàng mình muốn mua về sở hữu căn nhà này. Phòng ngủ này có tivi, có bàn học,
có bàn trang điểm đầy đủ hết. Này có bàn đêm này. Phía sau mình có một nhà dân gốc view vườn cũng rất là đẹp. Bây giờ mình sang tới phòng ngủ thứ hai. Và phòng ngủ thứ nhất này có dàn tủ áo ba cánh ở đây này. Màu hồng nhé, nhà dành cho em bé, tủ màu hồng luôn. Đó. Không gian của giếng trời bên hông. Đây có các cái đèn treo rất là độc, mình ít gặp các cái đèn này ở các căn nhà khác. Giếng trời trên này. Bây giờ mình sang phòng ngủ thứ hai của phòng chính của gia đình. Ở đây có dàn tủ áo 4 cánh cộng kệ tha hồ để đồ nhé. Trên và dưới. Sàn phòng ngủ được chủ nhà ốp gỗ nhé. Đây có bồn tắm nằm và hai vòi tắm đứng. Nội thất cơ bản rất là ok nhé. Một căn nhà tâm huyết. Và đây là phòng ngủ thứ hai này. Nội thất cơ bản rất là ok. Bàn trang điểm cũng như view. Quý hàng nào có nhu cầu đi xem căn nhà này, vui lòng liên hệ với số điện thoại của em, số 0973 114 255. Hẹn gặp em ngay trên sang Hạnh Nguyên hoặc ngã tư Miếu Ông Cù. Em sẽ dẫn vào xem căn nhà này. Và anh chị nào đang có nhu cầu xây nhà sắp tới, nếu thấy căn nhà này hợp thì hãy lưu video về để lúc cần có thể mở ra xem. Hoặc là anh chị nào đang có nhu cầu xây mà chưa có thợ xây, chưa biết xây như thế nào thì có thể liên hệ với em Sơn. Bên em Sơn sẽ nhận thiết kế thi công công trình luôn nhé. Đây có phòng ngủ thứ ba này. Và đây là phòng vệ sinh cũng như phòng tắm thứ tư. Tất cả nội thất cơ bản của phòng này rất là ok, xịn sò như là một khách sạn 5 sao. Đây có phòng ngủ thứ ba, do chủ nhà không sử dụng đến, phòng ngủ này chỉ dành cho khách hàng thôi, cho khách tới chơi nhà thôi nhé. Anh em bà quê, bà con ở dưới quê lên thì có thể chơi đây. Ở đây có hai phòng, hai giường ngủ luôn, hai tủ áo luôn nhé. Phòng này dành cho khách và chưa sử dụng đến, có đầy đủ máy lạnh cũng như là tủ áo, hai tủ áo, hai giường ngủ, có bàn đêm. Đầy đủ hết. Anh chủ nhà này rất tâm lý nhé. Nhà còn nhỏ. Thiết kế đầy đủ các phòng để cho khách ghé tới. Bây giờ mình sang tham quan phòng thờ. Do chủ nhà thì chưa có nhu cầu sử dụng đến phòng thờ, nhưng chủ nhà thiết kế sẵn phòng thờ ở đây rồi. Rất là rộng rãi, thoải mái. Và anh chủ nhà nha, cái đồ tập thể dục ở đây luôn nhé. Trên đây có chậu cảnh, ở đây có chiếc bàn tre rất là đẹp. Phía trước mình có ban công phía trước này. Ở đây có ban công rộng rãi. Chủ nhà trồng cây cảnh, trồng lan hết cái khu này. Trên cùng là chủ nhà lót đúc bê tông cốt thép luôn nhé. Ở đây có thang leo lên trên. Mình cần mình có thể mở cửa để leo lên trên kiểm tra hệ thống nóng lạnh năng lượng mặt trời ở phía trên. Cái căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá là 4 tỷ 700 triệu đồng, còn được thương lượng trực tiếp với anh chị chủ nhà nữa. Quý anh chị nào có nhu cầu sở hữu căn nhà này hoặc mua lô đất kế bên, anh chị cũng bán luôn. Lô đất kế bên anh chị đang bán giá 1 tỷ 500 triệu đồng. Khi anh chị nào có nhu cầu sở hữu thì hãy alo cho mình. Mình dẫn vào xem nhé. Rồi, xin chào các bà con.